Tập 41. Ta hiểu rồi. Buông bỏ chính là không dục vọng và không yêu cầu, không cầu thắng bại. Thì ra thủy yêu chính là bản thân ta. Ta chính là thủy yêu. Kẻ địch của ta chính là bản thân ta. Vậy nếu như ta không chiến đấu, vậy thì sẽ bất bại rồi. Trương Lăng, buông bỏ chấp niệm, dứt bỏ tạp niệm. Nếu không, ngươi sẽ rơi vào trong ma đạo đó. Ta không thể bỏ cuộc. Ta phải kiên trì. Ta muốn bảo vệ bằng hữu bên cạnh ta. Trương Lăng, kiên trì, đừng có làm phiền hắn ta. Trương Lăng, Trương Lăng, Trương Lăng, Trương Lăng. Phi Phi, Thiết Lang, mau buông tay. Phi Phi, Thiết Lang, mau buông tay. Không, bọn ta tuyệt đối sẽ không buông tay. Không buông tay, chúng ta đừng phải chết. Tiểu tổ phi thường đạo chúng ta không được thiếu ai cả. Mau buông tay, nếu không ba người các ngươi sẽ rơi vào dòng xoáy vạn kiếp. Giữ chắc. Phi Phi, Thiết Lang, đừng quản ta nữa. Buông tay. Không, muốn chết thì cùng chết. Ta tuyệt đối sẽ không từ bỏ huynh đâu. Đúng, muốn chết chúng ta cùng chết. Cảm ơn các huynh. Tạm biệt. Trương Lang, đừng buông tay. Huynh làm gì vậy? Trương Lang, đừng buông tay. Đừng. Trương Lăng, nắm chắc. Trương Lăng, Trương Lăng, huynh nắm vào ta. Đừng. Trương Lăng, Trương Lăng, Trương Lăng, đừng buông tay. Trương Lăng, đừng mà. Trương Lăng, Trương Lăng. Nam Giặc Tá Pháp. Sư phụ, sư phụ, sư phụ. Người làm sao vậy? Người không sao chứ? Cô đi tìm cha.
sư phụ. Cha, thế nào rồi? Bách Tà trong chiến dịch U Linh Dị Hương đã đứt hết gân mạch rồi, nhưng mà bà ấy vì truyền dạy cho các con tiên đạo thuật nên gắng gượng hơi thở đến bây giờ. Lúc này bà ấy tâm đã nguyện rồi. Các con hãy trân trọng giây phút đoàn tụ cuối cùng này đi. Không. Sư phụ. Sư phụ, người tuyệt đối không thể bỏ lại chúng con. Sư phụ. Sư phụ. Duyên bắt đầu duyên tận, đây đều là ý trời, không ai có thể kháng cự được. Nhưng mà có ba đồ đệ các con ở bên cạnh ta, ta cũng mãn nguyện rồi. Không, sư phụ. Sư phụ. Trương Lâm. Sư phụ. Điều duy nhất ta không yên tâm chính là cô. Dục vọng của con đến từ việc con hành sự theo tình cảm. Con đối với con người bên cạnh con đều không nỡ buông bỏ. Sự chấp niệm của con sẽ ảnh hưởng con nhập đạo. Con hiểu không? Con hiểu sư phụ. Trương Lăng đều hiểu. Con hiểu là tốt. Ba người các con, ba người các con, sư phụ, 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 người tỉnh lại đi sư phụ. Sư phụ. Ông Dương Tịnh, tạm biệt. Đông Hoàng đại tiểu thư, chào buổi sáng. Tham kiến luyện phó minh chủ. Nếu như Đông Hoàng đại tiểu thư có tự tin về tiên đạo thuật của mình như vậy,
không bằng chúng ta cùng cười một dáng. Nếu như trong nửa canh giờ Đông Hoàng đại tiểu thư có thể đánh rơi lưỡng nghi cầu, vậy ta sẽ gánh nước từ thành Du Lệ về tới Ngũ Nhạc Tiên Minh để cho cô đun nước xua lạnh. Vậy nếu như ta thất bại thì sao? Vậy thì làm phiền Đông Hoàng đại tiểu thư đun nước xua lạnh giùm ta rồi. Trương Lăng, Thiết Lăng, để ta phụ trách. Ta khiếu nại. Khiếu nại cái gì? Ta cho rằng Bách Tà, ta cho rằng Luyện Phó Minh Chủ là không thích ta và Trương Lăng, mới cố ý phân chúng ta vào tổ của bảy. Ngươi sai rồi. Là bởi vì các phó minh chủ khác không muốn tiếp nhận hai ngươi. Ta cũng là bất đắc dĩ, không có sự lựa chọn. Bịt hai mắt lại. Bịt mất. Bà muốn đùa giỡn bọn ta đến khi nào mới hài lòng đây? Đây là cơ bản không phải tu luyện, chính là muốn bọn ta diễn trò. Bọn ta không bịt đâu. Ta chính là thích xem các ngươi diễn trò để ta giải sầu đó thì sao? Không bịt thì lập tức bị loại. Hai tên bỏ đi các ngươi rốt cuộc đang làm gì vậy? Một người chỉ có sức lực là đồ gỗ, một người ý vào mình thông minh chính là không chú tâm. Có thể trong đại trận ba kiếp thành đạo sống sót đến bây giờ chính là vì các ngươi bổ sung cho nhau không đủ, mới có thể trong thập tử nhất sinh tìm được một con đường sống. Hôm nay lại giống như là chó điên cấn loạn lẫn nhau, cũng không xem bản thân mình có bản lĩnh tách rời hay không. Được rồi, những người xong trận vô hối thụ hải. Cửa cuối cùng sắp bắt đầu rồi. Mọi người chuẩn bị đi. Dạ. Côn Luân không được gục ngã. Ta còn có cơ hội. Ta còn có cơ hội. Tiểu Ngọc, sư huynh, huynh đang sợ sao? Huynh sợ sẽ thua Trương Lăng, thua Thiết Lăng, thua Phi Phi sư tỷ sao? Y biện sư huynh, trốn chạy không phải là cách đâu. Đừng có ép ta. Huynh nhất định phải trở thành người vấn đạo. Nhất định. Đừng nói nữa. Đừng nói nữa. Sư huynh, ta sợ. Ta thực sự rất sợ. Ta sợ ta không lấy được thánh giáp cuối cùng. Ta sợ nhìn thấy người khác trở thành người dẫn đầu. Ta sợ tất cả mọi người đều cảm thấy thất vọng về ta. Tiểu Ngọc, muội có hiểu không?
Sao muội lại không thể hiểu chứ? Ban đầu ở cổ thành Thương Mang, muội đã đánh bất động sư huynh tới mức tàn phế. Tâm trạng của muội cũng giống như huynh bây giờ, ấy nấy, tự trách, không chút tự tin. Lúc đó tim của muội đau như chết. Sao muội lại không hiểu huynh chứ? Nhưng mà may mà muội gặp được chủ nhân, là bà ấy cho muội sức mạnh để tim của muội không còn đau nữa, để muội đứng lên, để muội hoàn toàn thay da đổi thịt. Chủ nhân của muội đúng, chỉ cần huynh giống như muội, giao trái tim cho chủ nhân, thần phục chủ nhân, vậy thì tim của huynh sẽ không còn đau nữa. Quan trọng nhất chính là huynh sẽ đạt được thánh giáp sơ khai cuối cùng. Chủ nhân của muội là ai? Huynh muốn biết không? Đưa tay ra đi. Khi huynh quyết định giao tim của mình cho chủ nhân thì ăn đó. Đến lúc đó, cung luân mới sẽ xuất hiện, trở thành người dẫn đạo, sẽ không còn là mơ nữa. Chủ nhân của muội rốt cuộc là ai? Cung luân. Hồ ly chín đuôi. Sao? Quên ta rồi sao? Tiểu Ngọc, muội. Nhân gian đại địa thực là đẹp. Có một vấn đề ta muốn hỏi các ngươi. Các ngươi có từng có kinh nghiệm như vậy không? Nhìn thấy bảo vật quý giá hoặc ngọc thạch mà người khác yêu quý, không cẩn thận rớt trên đất, rơi tới nát vụn, trong lòng chính là muốn cười. Không có. Vậy sao? Sẽ không đau. Nhưng mà ta sẽ như vậy. Vì thế ta vẫn luôn nghĩ, nơi đẹp như thế này, nếu như có một ngày hủy hoại trước mắt ta, đó sẽ là tâm trạng như thế nào nhỉ? Nghĩ thôi đã thấy vui rồi. Đúng rồi, hôm nay là ngày tốt. Người xong trận sẽ tranh đoạt thánh giáp sơ khai cuối cùng. Hơn nữa, người dẫn đạo rất nhanh sẽ sinh ra. Thống soái, ngươi cho rằng ai sẽ thắng? Đương nhiên là cung luân trong giấc mộng của ta rồi. Cung luân là một trong những cao thủ, trong số những người xông trận, hắn trở thành người dẫn đạo, đối với U Linh Dị Hương mà nói, tuyệt đối không phải là chuyện tốt. Nếu như thống soái đã cử phân thân của hồ ly trà trộn bên cạnh hắn, vì sao không diệt trừ hắn, tránh khỏi về sau lại gây phiền phức? Không phải ta nói cho ngươi rồi sao? Lần trước thống soái biết muốn nhặt tiên binh đột kích U Linh Dị Hương, nhưng không thông báo cho tam vị trưởng lão, mà lần này rõ ràng có thể diệt trừ đi cung luân vì U Linh Dị Hương mà lại không giết. Trong lòng thống soái rốt cuộc là đang nghĩ cái gì? Đây là bí mật của ta. Người muốn biết không? Đương nhiên muốn. Nhưng mà muốn biết bí mật của ta thì là phải chết đó. Ngươi còn muốn biết không? Ngươi muốn biết không? Thực ra, không bao lâu nữa thì tất cả các ngươi đều sẽ biết bí mật này. Thời tiết hôm nay thật là tuyệt.
Hôm nay tổ phi thường đạo chúng ta chính là thành lập trong hang hồ ly. Chúng ta đã nói sẽ là đội sử cùng sống cùng chết, nhưng mà bây giờ xem ra không thể ở bên nhau đến cuối cùng rồi. Thực ra nếu không phải là tổ viên thần bí Tử Lưu Ly này thì chúng ta có thể đã chết ngay trong cửa ải đầu tiên của đại trận ba kiếp thành đạo rồi. Nói thật, bây giờ ta rất nhớ những ngày buổi cãi nhau với Lưu Ly đó. Thực ra trong lòng ta là không muốn cãi nhau với cô ấy, bởi vì trong lòng ta cô ấy giống như các huynh, là bằng hữu tốt của ta rồi. Lưu Ly đương nhiên là bằng hữu tốt của chúng ta rồi. Ba người chúng ta sẽ trở thành đối thủ tranh đoạt thánh giáp sơ khai cuối cùng. Lưu Ly, từ lần đầu tiên đánh yêu ma đã ở bên cạnh ta bảo vệ ta rồi, chưa từng từ bỏ ta một lần nào. Lần này vào trong vô hối thụ hải, ta chỉ có thể đối diện một mình rồi. Nhưng mà cô yên tâm, ta nhất định sẽ cố gắng hết sức trở thành người dẫn đạo. Chúng ta phải đi rồi. Tạm biệt đội hữu. Tạm biệt đội hữu tốt của ta. Cửa ải cuối cùng sẽ bắt đầu rồi, đừng nghĩ thêm nữa. Nếu muốn gặp Lưu Ly thì hãy tập trung tinh lực, giữ vững tính mạng. Cửu hồn tỉnh rồi, đi. Các người là... Có thể là huynh ấy hôn mê quá lâu rồi nên ký ức vẫn chưa hồi phục. Ảnh Nhi, muội đi rót chén nước đi. Dạ. Nào, uống một chút. Đa tạ. Cô nghĩ kỹ lại đi. Ta là ai? Sư phụ. Sư huynh. Còn ta. Ảnh Nhi. Sư huynh, quá tốt rồi. Huynh vẫn còn nhớ muội. Vẫn còn nhớ muội. Bất phàm. Mắt của ta đang trong quá trình phục hồi. Không sao đâu. Sư huynh, huynh có thể tỉnh lại thực sự quá tốt. Cự hùng, ngươi còn nhận ra bọn ta là ai không? Bằng hữu, đều là bằng hữu. Cự hùng, Thanh Y Môn đã rút khỏi đại trận ma kiếp thành đạo rồi. Hôm nay là ngày bọn họ xông trận cửa ải cuối cùng. Rút lui rồi.
Bằng hữu, cố lên, cẩn thận đó. Sư huynh, lần này đi vô Hối Thụ Hải, trên đường nhất định vô cùng nguy hiểm. Đây là thanh minh thần quả mà bụi chuẩn bị cho huynh, huynh nhất định phải mang theo bên người, nhất định phải cẩn thận đó. Bụi giúp huynh lau kiếm nha. Đúng rồi, hôm nay là trận cuối cùng, hy vọng tổ hợp phi thường đạo chúng ta có thể cố gắng. Nào, cố lên. Vào đi. Phi Phi, ta có lời muốn nói với muội. Phi Phi, xin lỗi. Chuyện lúc trước, ta không muốn giải thích thêm nữa. Tất cả đều là lỗi của ta. Muội tha thứ cho ta được không? Muội đương nhiên tha thứ cho huynh rồi. Phi Phi, cảm ơn muội. Ta nhất định sẽ lấy được thánh giáp cuối cùng. Nhất định sẽ hoàn thành lời hứa của ta với muội. Ta sẽ mang lại hạnh phúc cho muội. Cửa ải cuối cùng, ta muốn chiến đấu vì muội. Sư huynh, cửa ải này huynh nên chiến đấu vì mình. Muội quả thực là tha thứ cho huynh rồi, nhưng mà tất cả đã qua, đều đã qua rồi. Lời hứa của chúng ta huynh cũng đừng ghi nhớ trong lòng nữa. Vậy làm sao được? Lời hứa chính là lời hứa. Lời hứa đã bị phá bỏ thì không còn là lời hứa nữa. Không phải muội đã nói tha thứ cho ta rồi sao? Chúng ta có thể bắt đầu lại từ đầu. Muội đã có sự khởi đầu mới rồi. Phi Nhi, muội có thể đừng đối xử với ta như vậy không? Ta nhất định sẽ lấy được thánh giáp cuối cùng. Ta nhất định sẽ lấy được. Muội tin huynh sẽ thành công. Nhưng mà muội với Trương Lan, Thiết Lan cũng sẽ cố gắng hết sức. Chúng ta gặp nhau trên chiến trường đi. Phi Phi sư tỷ, sư huynh, cách muốn có được sư tỷ chỉ có một thôi, chính là giao trái tim cho chủ nhân, trở thành người dẫn đạo. Chuyện tối hôm qua là thật. Tiểu Ngọc, muội đã khuất phục hồ ly chính đuôi rồi. Là thật hay giả không quan trọng, huynh có thể trở thành người dẫn đạo mới là quan trọng nhất. Huynh muốn mọi người đều thất vọng hay sao? Huynh muốn có được Phi Phi sư tỷ không? Tự huynh quyết định đi. Tham kiến minh chủ. Mọi người phải nhớ, từ giây phút này các con không còn là đồng môn nữa, không còn là bằng hữu, mà là đối thủ.
thủ hạ lưu tình chính là tàn khốc đối với bản thân. Diễn phó lục tặc thiên ma, đáng sợ nhất du giới. Vì muốn giành được thánh giáp thứ năm, vì muốn trở thành người dẫn đạo, các con nhất định phải dốc hết sức. Cuối cùng, ai có thể giành được thánh giáp thứ năm, đưa đến trước đại kính linh, thì chính là người thắng cuộc trong đại trận ma kiếp thành đạo này. Dạ. Người xong trận, nguyện cùng với các con. Vạn Thế cô nương, giao cho cô đó. Được. Vậy thì mời đi theo tới phòng số 12. Sau khi ta tập khí, trước mắt các ngươi sẽ xuất hiện một cánh cửa. Thông qua cánh cửa này, các ngươi sẽ tới được 6 địa điểm khác nhau của vô hối thụ hải. Sau đó cánh cửa này sẽ đóng lại. Đường còn lại thì phải dựa vào chính bản thân các ngươi rồi, hiểu chưa? Tiêu Dao tá pháp. Lối đi đã được mở rồi. Các vị hữu nhân xuất phát thôi. Chúng ta đi thôi. Theo ta biết, nhóm người xông trận này đã tới vô hối thụ hải để tranh đoạt thánh giáp thứ năm rồi. Vậy vì sao ngươi không đi ngăn cản? Vì sao phải ngăn cản? Thực sự, nói thật lòng, ta thực sự khát vọng bọn họ có thể thuận lợi tranh đoạt được thánh giáp sơ khai cuối cùng này. Như vậy, chúng ta có thể đợi sự sinh ra của người dẫn đạo rồi. Thực sự ta đợi sự sinh ra của người dẫn đạo tới mức phát điên rồi. Thẻ tượng, thẻ xấu, Trương Lăng sẽ chết. Trương Lăng, không được. Lưu Ly, Trương Lăng cần con. Con cần đưa ra quyết định cuối cùng. Luli, Thái hậu biết con có thể nghe được. Luli, Trương Lăng bây giờ đang đi về vô hối thụ hải. Hắn sẽ phải gặp mối nguy hiểm trước đây chưa từng có. Mà chỉ có con mới có thể giúp hắn vượt qua được cửa ải khó khăn này. Con nghe thấy không? Tử lệ ma đồng của con nhìn trúng Trương Lăng rồi. Đây là lựa chọn của con, cũng là số mệnh của con. Tương lai của tộc người và sói đã gắn liền với duyên phận của con và Trương Lăng. Tất cả xem ra đã được định trước rồi. Độc qua trên người con tuy rằng không thuốc nào có thể chữa, nhưng mà con vẫn có cách có thể tự cứu lấy mình. Đó chính là đốt cháy nguyên đơn của con, quá giải độc qua. Tuy rằng làm như vậy có thể giúp con quá giải độc qua để con tỉnh lại,
Nhưng mà nguyên đơn một khi đốt cháy rồi, vậy thì tính mạng của con sẽ đếm được từng ngày. Vì thế nếu như con lựa chọn con đường này, thì con phải có giác ngộ phải chết. Luli, ta cho con 5 giọt tâm huyết cuối cùng đã hao kiệt rồi. Đây có khả năng, có khả năng là lần gặp mặt cuối cùng của chúng ta. Xin tha thứ cho Thái Hậu đã kéo theo con cuốn vào kiếp nạn giữa tộc người và sói này. Ta biết con muốn hỏi, ban đầu vì sao ta lại cứu con? Đúng vậy, khi bắt đầu ta là định lợi dụng tử lệ ma đồng của con. Nhưng mà nhìn con từng ngày lớn lên, là ta đã coi con như đứa con ruột của mình rồi. Luli, Luli, xin lỗi Luli. Luli, con vĩnh viễn là đứa con ngoan của bản cung. Con nhất định phải kiên cường, con nhất định phải kiên cường. Luli, Luli, sao lại thế được? Sao hắn lại chết vậy? Mấy người các người, chẳng lẽ không có ai phát hiện Trương Lan sao? Sao con lại chảy nước mắt rồi? Ta sẽ không làm giao dịch với người của U Linh Dị Hương. Niệm tình cô từng cứu ta, ta sẽ không tính toán với cô. Vì sao? Cô như chúng ta chưa từng gặp nhau. Cô đi đi. Những người đừng trách ta. Người đánh đi. Có phải cô muốn đánh gấp ta để đưa về ngũ nhạc thiên minh? Ta nói cho cô, nếu thực sự là như vậy, ta sẽ rút khỏi trận đại ma kiếp thành đạo. Luli, từ khi trận đại ma kiếp thành đạo bắt đầu, cô vẫn luôn giúp ta xung trận. Nhưng mà lần này ta muốn thử thực lực của mình rốt cuộc làm sao. Ngộ nhỡ nhiệm vụ thất bại, cô nhất định phải đồng ý với ta tiếp tục tìm cách phá giải mâu thuẫn giữa người phàm và tộc sói. Nhất định phải kiên trì tiếp, hiểu chưa? Các ngươi đã bước vào địa ngục hối hận rồi.
Các ngươi cơ bản không nên tới đây. Các ngươi đã bước vào thánh địa của du giới rồi. Tất cả những gì xảy ra ở đây, ta không có gì là không biết cả. Trốn tránh chỉ sẽ thể hiện sự ngu muội của các ngươi thôi. Dạ không, Linh Vũ. Chúng ta tới đây là vì muốn có được thánh giáp sơ khai thứ năm. U Linh Dị Hương sắp quay lại dân gian, mặt đất đẫm máu. Duy chỉ có người dẫn đạo tới Nguyên Thủy Quy Về Một mới có thể hoàn thành tịnh thế lần hai. Cái gì mà tịnh thế lần hai? Không liên quan đến ta. Thánh giáp sơ khai quả thực ở trong tay ta. Các người muốn có được nó thì tới cung Vĩnh Hằng tìm ta. Nếu như bọn ta có gan tới thì đã chuẩn bị để đánh một trận với ngươi rồi. Ngươi ít nói nhảm đi, ra đây đánh chính diện với bọn ta. Nếu như thua rồi thì giao thánh giáp ra đây. Các ngươi cho rằng các ngươi có tu vi nhất định thì có thể tới Vô Hối Trụ Hải để làm càn sao? Dựa vào các ngươi vẫn chưa có tư cách đấu với ta đâu. Chỉ cần một người trong số các ngươi có thể tới được cung Vĩnh Hằng, mở cánh cửa của cung Vĩnh Hằng tới trước mặt ta, thánh giáp sẽ thuộc về các ngươi. Nếu như đi tới cung Vĩnh Hằng thì sẽ giao thánh giáp cho chúng ta. Vậy ngươi nói phải giữ lời đó. Nếu như còn dám nghi ngờ ta, Vô Hối Thụ Hải sẽ là nước chôn thân của các ngươi.